Hai xin các bạn, sau đây AT sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái bộ bài rất là hay của ảo thuật của mình, đó là bộ bài 5-1. Đây, bộ bài này nó như thế này. Chính đầu tiên AT sẽ giới thiệu cho các bạn là chức năng nhìn xuyên. Đây, bộ bài này có một chức năng rất là hay là chức năng nhìn xuyên. Đây, thì nhìn xuyên rất là đơn giản là thì các bạn sẽ nhìn cái lưng bài và các bạn biết đó là lá gì. Ví dụ khán giả chọn một lá, ví dụ lá này các bạn nhìn các bạn sẽ biết nó là lá dạ chuột. Đó, thấy không? Rồi khán giả chọn lá này bất kỳ các bạn sẽ biết nó là lá 10 rô ha. Chúng ta áp dụng trong những cái trò mà chúng ta đọc suy nghĩ của khán giả, ví dụ khán giả chọn một lá bất kỳ chúng ta nhìn chúng ta sẽ biết nó là lá gì rồi. Dù lá này là chúng ta bắt tay khán giả đọc lá bài của bạn chọn là một lá màu đen ha, là chữ A, con xì phải không ạ, lật lên là lá xì bích ha. Đó, hoặc là các bạn áp dụng vô trong các bạn đánh bài vô với bạn bè đó, các bạn quýnh bài cào chẳng hạn. Rồi thì các bạn chia như thế này đó, thì các bạn sẽ biết bạn mình là mấy nút. Ví dụ ở đây là con bò, con sáu, con chín, là các bạn biết bạn mình là 5 nút đây ha, con bò, con sáu, con chín nào, bên mình là 8, 8, 5 là 6, 1 một nút. Ok, rồi mình nói sơ về áp dụng vào trích diễn. Ví dụ các bạn sẽ cho giải chọn một lá bài bất kỳ, dù lá này các bạn đã biết đó là nhìn xuyên và biết nó là con 8 bích. Ok, các bạn sẽ cho khán giả tự bỏ vô và tự xào bài luôn ha, tự xào bài luôn rất là hay. Khán giả tự xào bài và mình cầm về và mình làm bộ, mình sẽ tìm ra một lá bài bất kỳ như thế này. Rồi vụ lật lá đầu tiên lên, lá bài bất kỳ như thế này, lá đầu tiên lên là lá dạ cơ, không phải lá khán giả chọn ha. Tay mình sẽ làm động tác của ảo thuật biến nó thành lá bài khán giả chọn là lá tâm bích. Đó, đây là mình giới thiệu sơ về những cái chức diễn và chức năng của chức năng thứ hai. Mình sẽ giới thiệu các bạn là chức năng tripper của bài này. Tripper là khả năng rút bài, rút một lá bài khán giả chọn bất kỳ ở bất kỳ chỗ nào của bộ bài chúng ta cũng đều rút ra được. Ví dụ đây các bạn sẽ cho khán giả chọn một lá bài là lá 5 cơ ha, và các bạn sẽ cho khán giả tự bỏ vào bộ bài và cho họ tự xào bài lên luôn ha, xào bài trẻ bài thoải mái. Rồi thế này ha, các bạn cầm dễ bạn không cần phải tìm ra con 5 cơ, là các bạn cũng không biết là con gì mà các bạn tìm ra được. Các bạn chỉ việc cầm bộ bài kéo nhẹ một cái lá 5 cơ sẽ đi ra khỏi bộ bài. Đây con 5 cơ của khán giả chọn ha. Cũng tương tự các bạn sẽ áp dụng vào, có vẻ có thể lấy được 4 con xì, 4 con heo chẳng hạn, như 4 con ếch như thế này. Rồi 4 con ếch ha, các bạn bỏ 4 chỗ, ếch rô, ếch cơ, ếch chuồng và ếch bích ở 4 nơi khác nhau như thế này, đẩy nó vô và cho khán giả xào bài thoải mái, trẻ bài. Đó, các bạn chỉ việc một giây thôi, Ali hấp kéo nhẹ ra 4 lá ếch của khán giả ra. Áp dụng kỹ năng thêm một cái nữa vào, ví dụ các bạn lấy ra 4 lá heo nhưng mà lấy theo kỹ năng chứ không có rút ra như 4 lá xì nữa. Ví dụ ở đây mình sẽ có con heo chuồng nè ha, heo chuồng, heo rô, heo cơ, heo rô và heo bích, bỏ 4 chỗ rồi cho khán giả xào bài thoải mái như thế này, dễ bài. Ok, đó, thay vì các bạn rút ra một lần ra 4 lá xì như hồi nãy thì bây giờ các bạn sẽ cho mình xào bài, khán giả xào bài mình xào bài luôn, mà các bạn sẽ lấy ra 4 con heo theo kiểu dù đây múa bài theo kiểu kỹ năng của các bạn như thế này ha. Rồi dù vậy, rồi các bạn lấy ra được một con heo chẳng hạn, một heo ha, cầm đổ ra một heo nữa, cầm kéo nhẹ ra văng ra một heo nữa, và cuối cùng các bạn sẽ lấy một lá bài ra ha, lá ba và chen thành một heo nữa. Đó, cái đó là các bạn áp dụng kỹ năng của mình vào trò 4 lá heo dùng chức năng tripper. Và chức năng tiếp theo của bộ bài này sẽ là ba lá bài ma quỷ. Đây là một chiếc bài rất là nổi tiếng. Rồi ở đây mình sẽ có ba lá bài ha, một mặt, mặt trước là con ba màu đen, con xì màu đỏ và con heo màu đen. Ok, mình sẽ cho khán giả kiểm tra từng con lên. Đây là con ba chuồng màu đen, đây là con xì cơ màu đỏ, đây là con heo bích màu đen. Ok, rồi mình sẽ yêu cầu khán giả nhớ con xì cơ màu đỏ nó ở đâu trong ba lá bài này. Đó, rất là đơn giản vậy thôi. Đó, và mình sẽ làm chậm cho khán giả coi chứ mình không làm nhanh như vậy. Bây giờ mình sẽ làm lại ba xì và heo, con xì màu đỏ ha,
mình sẽ yêu cầu à, bây giờ mình yêu cầu các bạn nhớ con xì màu đỏ đang ở đâu. Đây là nè, bây giờ mình sẽ úp con ba xuống như thế này. Tất nhiên mình sẽ còn xì với heo, xì mình úp xuống như thế này để cao được một chút ha. Và đây là con heo cuối cùng, à, đây là con xì à, mình sẽ đổi xì qua đây và mình đổi chạy ngược lại. Bây giờ xì ở đâu ạ? À, xì sẽ chạy vô lại cho ở giữa như thế này đúng không, nhưng mà khi lật lên thì nó không phải. Đây là con xì bên này và là heo. Ok, mình sẽ tiếp tục làm một lần nữa, ba xì heo mình tiếp tục. Bây giờ mình sẽ để con ba vào chính giữa bộ bài, chính giữa ở đây, con xì với con heo, hai con xì để bên đây và con heo sẽ để đây. Xì chúng ta sẽ lên vị trí thay vị trí con ba như thế này, xì sẽ chạy lên đây, lật lên, không phải con xì, xì nằm dưới đây và đây là con heo tất nhiên. Okay. Đó. Làm lại một lần nữa, nếu mà các bạn cảm thấy khó quá thì mình sẽ bỏ bớt một con, bây giờ con ba sẽ bỏ để riêng vào một bên, đè cặp zip lên đi. Đây là con xì và con heo, gây xì màu đỏ. Bây giờ mình sẽ úp lại đổi giữa hai con, xì bên nào à, tất nhiên là xì bên này rồi, heo nó sẽ nằm bên này à, đổi một lần nữa và heo vẫn ở bên này, nhưng bên này vẫn là, bên này là con ba và con xì nữa nằm dưới cả vị trí này. Đây là ba đó. Tiếp theo là chức năng tiếp theo của bộ bài 5-1 là spell change, có nghĩa là thay đổi nét mực trên hộp bài. Ở đây thì chúng ta sẽ có hộp bài như thế này. À, chúng ta sẽ cho khán giả chọn một lá bài bất kỳ trong 52 lá bài này. Ok các bạn ha. Rồi. Một lá này. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ cho khán giả giữ lá bài này. Để đây. Rồi, ok ở đây. Đó. Ok. Khi mình đưa khán giả xem, đây mình đưa các bạn xem. Đây là một lời tiên tri mình đã vẽ sẵn ở trên cái hộp này, chúng ta chưa đọc ra được là chữ gì các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cái hộp và lắc nhẹ như thế này, ok các bạn thấy nét mực sẽ tự động di chuyển thành chữ Seed of Heart 6 cơ. Cho khán giả rờ tay và kiểm tra luôn. Đây là con của khán giả chọn. Sau này chức năng tiếp theo của bộ bài 5-1 là lá bài khán giả chọn bay ra khỏi bộ bài. Chức này hoàn toàn không dùng dây nhợ gì hết. Đây các bạn xem. Chúng ta cắt bài ra một cái. Chúng ta sẽ cho khán giả chọn một lá bài bất kỳ mà khán giả thích. Đây ví dụ ở đây là lá này. Ha, rồi chúng ta sẽ lật nó lên. Đây là lá chín cơ. Đây. Các bạn xem nha. Chuẩn bị. Bay ra từ trong bộ bài, bay ra khỏi, đang lơ lửng ngoài không khí. Chúng ta sẽ kêu nó bay vô. Rồi bây giờ tôi sẽ để giới thiệu cho các bạn xong chức năng của bộ bài này. Đây là bộ bài 5-1 ha, gồm có nhìn xuyên, tripper rút bài, spellogen là thay đổi ký hiệu trên bộ bài, bài bay từ trong bộ bài ra ngoài và ba lá bài ma quỷ. Xin cảm ơn.